tử vi ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp, xem tài vận, may mắn, sức khỏe, công việc, tình yêu. Ngày thứ tư là ngày 1 tháng 8 năm 2018. Về công việc của tuổi Tuất, trong ngày thứ tư khá thuận lợi và trôi chảy. Tuổi Thân gặp tam hợp cục nên vận trình hanh thông thoải mái hơn hẳn. Nhân duyên của tuổi Mão vượng và nhờ ngũ hành tương sinh, nhất là người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái để lại ấn tượng sâu đậm đấy. Tử vi thứ tư ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Tý. Thứ tư hôm nay dự báo những thay đổi vào ngày mới có thể giúp bạn tìm kiếm vận may, chủ động hơn trong cuộc sống và để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Tý ngày 1 tháng 8 năm 2018 hôm nay thứ tư, xem tử vi 12 con giáp cho biết đường tài lộc của tuổi Tý hôm nay rất khả quan. Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may còn hơn thế nữa. Có người nhặt được tiền, người được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị tiền về liên tiếp nên bạn cảm thấy rất sảng khoái. Về phần công việc tạm thời không có vấn đề gì xảy ra, tuổi Tý ôn hòa, khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại khá do dự, thiếu quyết đoán nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Về ngũ hành thủy vượng nên sức khỏe của con giáp này không tốt lắm, người yếu, mệt mỏi, đau bụng dưới, đau thắt lưng, hệ bài tiết hoạt động không tốt lắm. Nếu tình trạng tăng nặng hoặc kéo dài thì tuổi Tý nên đi khám sớm chứ đừng cố chịu đựng. Về sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe tình cảm, con số may mắn của tuổi này là 7,2. Giờ tốt là từ 12 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím và màu hồng. Quý nhân phù trợ là Sửu và Thân. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Sửu. Thứ tư của tuổi Sửu gặp tam hợp báo hiệu con giáp này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè. Dù gặp phải bất cứ khó khăn nào cũng mạnh dạn lên tiếng, sẽ có người giúp đỡ. Bạn nên đừng ngại ngần nhé, có nhiều việc bạn sẽ không thể tự hoàn toàn được đâu. Về tài lộc, trong ngày không tệ nhưng lộc chủ yếu dành cho người buôn bán, kinh doanh hoặc thực sự chăm chỉ. Tuy là đầu tuần nhưng còn bận rộn hơn cả cuối tuần, bản mệnh làm việc luôn chân luôn tay, thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay nếu có việc cần ra ngoài hoặc đi lại nhiều thì tuổi Sửu nên cẩn thận khi lái xe, tránh va chạm hoặc tai nạn xe cộ. Tốt nhất không nên xuất hành đi xa hoặc tới những nơi địa hình hiểm trở. Nếu có thể lui lại một ngày thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Về sự nghiệp và tài lộc, sức khỏe, tình cảm của người tuổi Tý và con số may mắn là 6,1. Giờ tốt là 9 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím và màu xanh. Quý nhân phù trợ là Tỵ và Sửu. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Dần. Thứ tư là ngày ngũ hành tương sinh của tuổi Dần, nhờ vậy mà sức khỏe của bạn rất tốt. Mộc khí bốc cao khiến tinh thần phấn chấn, bản mệnh cảm thấy dễ chịu, thoải mái, làm việc hứng khởi mà không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng cần phải nghỉ ngơi. Về phần tài lộc, tuy không có dư giả cho lắm nhưng nhìn chung bạn không phải lo lắng gì. Thậm chí con giáp này có khá nhiều ý tưởng sáng tạo, hay ho, tự thân vận động tuy vất vả nhưng lại vui, không phụ thuộc vào người khác. Bạn thấy tự hào vì mình kiếm tiền bằng chính năng lực của bản thân chứ không phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chuyện tình cảm có biến động đôi chút, nữ mệnh của Dần tỏ ra lạnh nhạt và không thích nói chuyện yêu đương. Người ngoài có thể nghĩ rằng bạn đặt tiêu chuẩn quá cao nhưng thực ra là do bạn chưa có hứng thú và chưa rung động mà thôi. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm và con số may mắn của người tuổi Dần là 3,0. Giờ tốt là 14 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Quý nhân phù trợ là Dần và Ngọ. Tử vi thứ tư ngày mùng 1 tháng 8 của người tuổi Mão. Ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018, Tý Mão tương hình đề nghị con giáp này nên chú ý đề phòng có người chơi xấu. Người này có thể là đồng nghiệp, hạng
hay hàng xóm vì không ưa bạn nên mới bày trò cố tình gây khó dễ. Vì thế chỉ cần là một chút thôi là có thể thiệt thòi ngay. Về công việc đầu tuần khá bận rộn nên bản mệnh cần có kế hoạch sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đừng để công việc chồng chéo lên nhau, kẻo lại phải mang việc về nhà mà làm. Vì bạn phải tập trung cao độ để xử lý công việc, nhưng thế còn hơn là vừa không được nghỉ ngơi mà việc cũng không xong. Nhân duyên của người tuổi Mão Vượng là nhờ ngũ hành tương sinh, nhất là với người độc thân sẽ có cơ hội gặp người các phái để lại ấn tượng sâu sắc. Bản mệnh nên lui tới những nơi đông đúc gặp gỡ bạn bè để có cơ hội làm quen với nhiều người hơn nữa nhé. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm, con số may mắn là 3,6. Giờ tốt là 18 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường là màu cam và màu xám. Quý nhân phù trợ của tuổi này là Hợi và Sửu. Về tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Thìn. Tuổi Thìn gặp tam hợp nên làm gì cũng may mắn và tốt lành. Bản mệnh không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì từ công việc, tài chính, tình cảm hay sức khỏe, mọi việc tiến hành trôi chảy. Nếu gặp chút sự cố nhanh chóng được giải quyết ngay. Điểm sáng nhất trong ngày chính là chuyện tình cảm vô cùng như ý. Tình yêu của con giáp này xuất hiện tình huống lãng mạn như trong phim, mọi thứ diễn ra rất tình cờ tự nhiên để lại bạn ấn tượng sâu sắc đến nỗi cả ngày chỉ mỉm cười thôi đấy. Tuy nhiên, điểm báo mất mát về tài sản, tiền của là điều mà tuổi Thìn nên chú ý. Bạn nên bảo quản đồ đạc của mình thật tốt, tránh để quên hoặc đánh rơi đâu mà không biết ra đường, không mang nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm, con số may mắn của tuổi này là 7,4. Giờ tốt là 13 giờ đến 16 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu tím. Quý nhân phù trợ của tuổi này là Tý và Hợi. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Tý. Hôm nay là thời điểm thích hợp cho những người theo đường học vấn, thi cử đỗ đạt quan trường hanh thông. Bản mệnh có thể đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ, hoặc nếu đang tranh cử vào vị trí cao hơn thì luôn chiếm ưu thế so với người khác. Về phần công việc cũng sẽ nhận được kết quả như ý, thậm chí có điểm thăng tiến rõ rệt. Tuổi Tỵ luôn có chí hướng mục tiêu rõ ràng nên đầu tư nhiều công sức và thời gian phấn đấu. Hôm nay bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngũ hành thủy hỏa tương tranh khiến con giáp này dễ phát sốt, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Bản mệnh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, bổ sung năng lượng bằng cách uống nước ép trái cây, rau củ quả, không nên làm việc căng thẳng trong một thời gian quá dài. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm, con số may mắn của tuổi này là 4,2. Giờ tốt là 8 giờ đến 10 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu xanh. Quý nhân phù trợ của tuổi này là Tý và Hợi. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Ngọ. Ngày Ngọ Tý tương xung, điềm báo có sự cãi vã xích mích những người khác. Tuổi Ngọ vì chút chuyện lặt vặt mà nóng nảy, to tiếng với mọi người gây bất hòa khí, bản thân cũng chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào nên cần bình tĩnh và kiềm chế hơn. Vì nóng nảy nên công việc không như ý, hợp tác với đồng nghiệp gặp khó khăn. Con giáp này chỉ biết than thân trách phận sao gặp phải toàn người xấu tính. Tuy nhiên, bạn cũng nên xem lại bản thân vì mình cũng góp phần không nhỏ trong chuyện cãi vã này. Vận trình tài lộc khởi sắc, vớt vát lại chút ít tâm trạng trong ngày. Tuổi Ngọ có cơ hội kiếm tiền, nếu tích cực dồn tâm trí thì là việc làm sẽ có thu nhập khả quan. Vì vậy cần chăm chỉ hơn, đừng lo tranh cãi và làm gì bực mình lại mất đi cơ hội tốt. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm và con số may mắn của người tuổi Ngọ là 3,7. Giờ tốt là 9 giờ đến 11 giờ. Về màu sắc cát tường là màu trắng và màu hồng. Quý nhân phù trợ của con giáp này là Tý và Dần. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Mùi. Hôm nay là ngày Mùi Tý thương hại, nhắc nhở con giáp này nên chú ý đề phòng tai nạn và va chạm
hoặc bị đồ vật rơi vào tay người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành đi xa thì nên lưu lại một hôm, hạn chế nơi có địa hình hiểm trở hoặc đi một mình đêm muộn. Về phần công danh sự nghiệp khá ổn, công việc tương đối tốt, bạn có sự trợ giúp nên mọi việc đều hanh thông. Tuy không phải là cá nhân xuất sắc ở nơi làm việc nhưng thành tích của bạn ổn định, thường được giao cho những công việc quan trọng. Mọi việc thuận lợi như vậy thì tuổi Mùi cũng nên quan tâm hơn tới gia đình của mình nhé. Bạn coi trọng việc xã hội thì cũng đừng lơ là những điều có ý nghĩa với mình, có thể gặp mặt ăn cơm trò chuyện đơn giản hoặc nhắn tin gọi điện của nhau. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm và con số may mắn của tuổi này là 5,2, giờ tốt là 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường là màu hồng và màu trắng. Quý nhân phù trợ của con giáp này là Dậu và Mùi. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Thân. Tuổi Thân ngày 1 tháng 8 năm 2018 gặp tam hợp cục nên vận trình hanh thông, thoải mái hẳn. Bản mệnh tin tưởng tỏa sáng, phong thái hấp dẫn, đĩnh đạc thu hút người khác và giành được thành công bằng chính khả năng và vận may của mình. Tài lộc trong ngày tốt, con giáp này kiếm được tiền nên chi tiêu thoải mái, lại còn tích lũy một khoản đề phòng những tình huống sau này. Điều quan trọng là bạn học được cách đầu tư khôn ngoan, quản lý tài chính hanh thông nên đã có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, hôm nay khi ra đường, tuổi Thân nên chú ý tuân thủ luật lệ giao thông, tránh phóng lao vượt ẩu gây tai nạn hoặc sẽ bị xử phạt, vừa mất tiền lại còn mất thời gian, do đó cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Về sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe, tình cảm, con số may mắn của tuổi này là 15,34, giờ tốt là 11 giờ đến 14 giờ, màu sắc cát tường là màu tím và màu nâu. Quý nhân phù trợ của con giáp này là Tý và Thân. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Dậu. Thứ tư tuổi Dậu làm việc tự chủ, có định hướng, tự tin và bản lĩnh hơn ngày thường. Dù gặp khó khăn nhưng bạn khá thản nhiên, bình tĩnh đối diện với tình huống bất ngờ, giải quyết mọi việc gọn gàng xuất sắc. Tuy nhiên, con giáp này lại tỏ ra kiêu ngạo, tự tin thái quá, không tôn trọng đồng nghiệp của mình. Bạn làm việc thiếu tinh thần hợp tác, thái độ bề trên nên bị mọi người cô lập, ghét bỏ. Tuy người khác cũng có ghen tị, nhưng sự thật thì lỗi một phần là ở bạn. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu ổn định hơn, đôi lứa hài hòa gắn kết, có nhiều dự định mới cho tương lai. Với người đang yêu, bạn cũng tự tỏ ra chừng mực và duyên dáng hơn nên mối quan hệ thuận lợi. Buổi tối có thể hẹn hò để tăng thêm tình cảm đôi bên. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm và số may mắn của con số này là 7,9, giờ tốt là 20 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường là màu xám và màu hồng. Quý nhân phù trợ của tuổi này là Tỵ và Hợi. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 của người tuổi Tuất. Công việc của người tuổi Tuất trong ngày thứ tư khá thuận lợi và trôi chảy. Bạn làm việc tỉnh táo phấn chấn mà không hề mất sức, lại thêm cát linh nâng đỡ nên càng hanh thông, tâm trạng ung dung mà hiệu suất công việc vô cùng cao. Tình hình tài lộc khả quan nhưng chỉ dừng ở mức đủ chứ không thừa, vì có những khoản chi ngoài dự tính nên nếu không khéo léo chi tiêu thì bản mệnh còn có thể bị âm. Các hạng mục đầu tư cũng như ngành nghề bạn theo đuổi đều chưa thực sự nổi bật nên thu nhập còn hạn chế. Hôm nay không thích hợp cho xuất hành đi xa, gặp gỡ bàn bạc chuyện làm ăn. Nếu đi chơi thì càng nên cân nhắc, đi công tác thì nên thận trọng, chuẩn bị trước tinh thần đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm, con số may mắn là 12,89. Giờ tốt là 9 giờ đến 12 giờ, màu sắc cát tường là màu vàng và màu đỏ. Quý nhân phù trợ của con giáp này là Thân và Tỵ. Tử vi thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018 cho người tuổi Hợi. Hôm nay thủy khí vượng,
nên tuổi Hợi gặp chút vấn đề về sức khỏe, bạn cảm thấy mệt mỏi, không thích vận động và chỉ muốn nằm một chỗ. Buổi chiều thể trạng có cải thiện hơn, nhưng buổi tối lại thấy mệt, nếu tình hình xấu đi thì nên đi khám ngay. Vì mệt mỏi không quan tâm đến công việc nhiều lắm, nên tuổi Hợi chỉ hoàn thành hết nhiệm vụ rồi ra về, tinh thần sa sút nên có thể mắc sai sót, nhưng có lỗi này sẽ được xử lý vào ngày hôm sau, chứ hôm nay bạn không thể cố hơn được nữa. May mắn là con giáp này có chỗ an ủi và xoa dịu tinh thần, chính là gia đình của mình, người thân luôn ở bên quan tâm chia sẻ. Bạn ốm đau nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tâm sự nhiều hơn cũng giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Về sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình cảm, con số may mắn của con giáp này là 8/23, giờ tốt là 11 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường là vàng và đỏ, quý nhân phù trợ con giáp này là Dần và Mão.